Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn ơi, hồi hôm mình có cắm một cây cần câu các bạn. Có một cây một à, mình cắm ngay chỗ cũ, chỗ dính lương hôm bữa. Sáng giờ quên đi thăm. Sáng giờ bận phơi lúa các bạn, phơi lúa giống để vụ mới xạ tiếp đó các bạn. Bây giờ mình ra thăm cây cần câu đó, coi có dính gì không các bạn ha. Các bạn cùng mình ra thăm câu nha. Đi thôi. Chỗ này là hay dính lắm nè. Cây câu ở phía trước đó các bạn. Như dính rồi các bạn ơi. Dính rồi. Không biết cái gì vậy. Gắn quá này. Gắn kìa. Nó kéo lưỡi câu vô. Thì mình bắt luôn các bạn. Cắn các bạn ơi, cắn nước. Cái này cắm miếng gắn luôn trời. Hello các bạn, mình đem ra chỗ này cho nó sáng sáng các bạn, đừng gắn các bạn ơi. Cắm câu bằng ngái nè, dính miệng đàng hoàng các bạn, gắn vàng khè luôn mà. Đã dính lưỡi câu này các bạn, câu bằng con chằn hiu nè. Các bạn được chưa, cũng khá lớn các bạn, nửa cổ tay. Hello chào các bạn nha. Sau một hồi mình xem xét các bạn, mình thấy con gắn này cũng còn nhỏ lắm, với lại mình cũng không biết làm gì ăn đâu. Thế thôi mình gỡ nó, mình thả luôn các bạn. Mình sẽ đem thả các bạn. Phía trước này là có cái đề các bạn, mình sẽ thả nó ở chỗ này ha, cho nó bò xuống từ từ ha các bạn. Cuộc sống bò ra đìa bò đâu vậy? Ok
kia bạn ơi, chú bên kia bạn ơi. Này là gắn nước các bạn, nó hoàn toàn là vô hại, không có độc các bạn. Cháu đòi qua đây không ạ? Nó đòi về bên phần đất nhà mình không các bạn? Thôi cho nó bò qua đây luôn vậy các bạn ha. Chắc nhà nó đi á, vợ con nó không bệnh. Lớn lắm các bạn ơi. Bò nè. Đó, chú bụi rồi. Đi luôn rồi các bạn. Vậy mình cũng